Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Tôn hành giả thấy Như Ma Vương lại biến ra con trâu trắng to lớn như lần trước, đang có vẻ lo ngại, thì Thái tử Na Cha nói: "Đại thánh chớ ngại, ngài hãy xem tôi bắt nó." Thái tử quát to một tiếng: "Biến!" Tức thì biến ra ba đầu sáu tay, phi thân nhảy lên mình Như Vương, cầm kiếm chảm yêu nhằm nơi cổ gáy lia một nhát, đầu trâu rụng xuống ngay tại chỗ. Lúc đó Thiên Vương mới buông dao xuống đến chào hành giả. Không ngờ Ngưu Vương lại mọc ra một cái đầu ở ngay chỗ bị chém, miệng phì hơi ra, mắt lóe tia sáng. Na Cha lia cho một nhát kiếm nữa, đầu ấy vừa rơi ra lập tức lại mọc tiếp một cái đầu khác. Na Cha chém liền mười mấy nhát gươm, cứ đầu nọ rụng xuống, đầu kia lại mọc ra. Na Cha thấy không ổn, liền lấy bánh xe lửa ra để trên sừng trâu, lửa bốc cháy bừng bừng, đốt cho Ngưu Ma Vương cuống cuồng kêu giống lên, quật đầu quật đuôi, vừa toàn biến hóa để thoát thân, nhưng đã bị Thác Tháp Lý Thiên Vương cầm gương soi yêu soi giữ lấy thân hình, không còn biến vào đâu nữa. Hết đường trốn thoát rồi, Ngưu Ma Vương đành phải quỳ xuống cầu xin: "Đừng hại mạng tôi, tình nguyện quỳ thuận nhà Phật." "Thế thì hãy mau đưa quạt ra đây." "Thái tử ạ, chiếc quạt Ba Tiêu để ở chỗ vợ tôi." Na Cha nghe nói, liền rút dây chói yêu ra, quấn lên trên cổ con trâu, túm chặt lấy mũi, lấy dây xỏ qua lỗ mũi, rong đi. Tôn hành giả tập hợp các vị tứ đại kim cương, lục đinh lục giáp, hộ giáo giả làm Thác Tháp Lý Thiên Vương, cự linh thần tướng, cùng bát giới, thổ địa và số âm binh lũ lượt kéo theo sau con trâu trắng đến cửa động Ba Tiêu. "Phu nhân ơi, hãy đem quạt ra đây, cứu tính mạng ta." Nghe lão Ngưu Vương gọi cửa, Mụ La Sát vội vàng gỡ búi tóc, cởi áo đẹp ra, thắt giải tơ xanh như đạo cô, vật áo nâu sồng như chú tiểu. Hai tay bưng chiếc quạt dài một trượng hai đi ra. Trông thấy có kim cương các thần cùng cha con Thiên Vương, vội vàng quỳ xuống dưới đất, cúi đầu lễ chào nói: "Mong các Bồ Tát tha tội cho vợ chồng tôi, xin đem quạt này kính dâng chú Tôn để thành công quả." Hành giả bước lên đỡ lấy quạt Ba Tiêu, rồi cùng với mọi người cưỡi mây lành về Hỏa Diêm Sơn. Đằng này, Tam Tạng và Sa Tăng trông ngóng hành giả đi mượn quạt, hết đứng lại ngồi, mãi không thấy về. Đang lúc suốt ruột lo lắng, bỗng thấy mây đẹp đầy trời, các thiên binh thần tướng đã tới. Tam Tạng sợ hãi hỏi Sa Tăng: "Ngộ Thịnh, ở đằng kia là thần binh nào đi tới thế?" "Thưa sư phụ, đấy là bốn vị đại kim cương, kim đầu yết đế, lục giáp lục đinh, hộ giáo giả lam và các vị thần khác. Người dắt châu ấy là Na Cha Thái tử, người cầm gương là Thác Tháp Lý Thiên Vương. Đại sư huynh nhà mình cầm quạt Ba Tiêu, nhị sư huynh và thổ điện theo sau. Còn những người khác đều là thần binh đi hộ vệ cả." Tam Tạng nghe nói, liền đội mũ tỳ lư, mặc áo cà sa, cùng với Sa Tăng đón tiếp các vị thánh lễ tạ nói: "Đệ tử tôi có đức hạnh gì, dám phiền các tôn thánh xuống phàm trần?" Bốn vị đại kim cương nói: "Đáng mừng cho thánh tăng, công quả đã sắp hoàn thành. Chúng tôi vâng Phật chỉ sai đến giúp người. Người phải hết sức kiên trì, không nên lơ đãng phút nào." Tam Tạng kính cẩn cúi đầu vâng mệnh. Tôn hành giả cầm lấy chiếc quạt Ba Tiêu, đến gần chân núi Hỏa Diêm Sơn, giáng hết sức quạt một nhát. Lửa trên Hỏa Diêm Sơn dần dần tắt đi. Quạt một nhát nữa, đã thấy có luồng gió hiu hiu mát mẻ, mây mù man mác, mưa nhỏ lất phất. Lúc bây giờ, Tam Tạng giải nóng hết phiền, lòng thành ý đẹp. Bốn thầy trò quy y cảm tạ kim cương trở về núi báu. Lục đinh lục giáp lên trên không đi bảo hộ. Các vị thần kỳ quá vãng ở đâu về đấy. Thiên Vương và Thái tử dắt châu về bên đất Phật nộp trả. Chỉ có thổ địa Hỏa Diêm Sơn vẫn áp giữ Mụ La Sát ở bên đợi lệnh. Hành giả nhìn thấy hỏi: "La Sát này,
Con chưa trở về đi, đứng ở đây đợi cái gì nữa? Muôn trông đại thánh ban ơn, trả lại quạt ba tiêu cho tôi ạ. Bát Giới nhìn thấy lại quan mắng. Con mụ kia thật không biết điều chút nào. Đã tha tính mạng cho nhà mì là tốt rồi, còn đòi hỏi quá cái gì nữa? Bà La Sát lại hai lại rồi nói. Trước kia, đại thánh đã nói rồi, quạt tắt lửa xong sẽ trả lại tôi. Còn cái việc ngày nay, hối thì đã muộn rồi. Chỉ vì tôi không được đại lượng, nên phiền đến các ngài phải sai binh khiển tướng. Từ nay, tôi không dám làm càn nữa. Tôi xin lại chiếc quạt ấy, chỉ để tu thân dưỡng tính mà thôi. Thưa đại thánh, nhân người đàn bà này biết phép dập tắt lửa, hãy bắt làm cho đoạn tuyệt hỏa căn đi, rồi sẽ trả cái quạt cho y. Tiểu thần tạm ở lại đây, cứu vớt dân chúng xứ này, kiếm chút huyết thực. Đấy thật là vừa ơn vừa tiện đấy. Nghe thổ thần Hỏa Diêm Sơn nói vậy, hành đã hỏi. Làm thế nào mới dập được gốc lửa? Đại thánh ạ, muốn cho hỏa căn được đoạn tuyệt, cần phải quạt luôn 49 lượt thì vĩnh viễn không phát hỏa nữa. Bà La Sát vừa nói xong, hành giả liền cầm chiếc quạt ba tiêu, dùng hết gân sức, nhằm đỉnh núi quạt luôn 49 nhát. Xong rồi, lập tức ở trên đỉnh núi mưa rào tầm tã. Quả nhiên là bảo bối. Chỗ có lửa thì trời đổ mưa, nơi không lửa thì trời tạnh. Vậy mới có thơ rằng, Hỏa Diêm Sơn dài 800 dặm, ánh lửa rực trời nổi thanh danh. Sức nóng nung nấu cây không còn, lửa đốt tam quan lối chẳng thành. Nhờ có quạt thánh lửa mới tắt, mây mù ngưng tụ mưa mới thành. Từ nay dắt trâu cày ruộng canh, được mùa vui sống đời thanh cảnh. Tất cả thầy trò đứng ở nơi không có lửa nên không bị mưa ướt. Ngồi lại một đêm, đến sáng ngày hôm sau, thu thập hành lý xong, đại thánh đem chiếc quạt trả lại cho bà La Sát và nói: Nếu ta không trả lại, sợ người ta bảo lão tôn không giữ lời hứa. Nay ta tha cho nàng, hãy về núi đi. Từ nay không được sinh sự nữa. Bà La Sát đỡ lấy chiếc quạt, vội đọc câu thần chú, thu chiếc quạt ba tiêu dài 1 trượng 2, nhỏ lại như lá hạnh ngậm vào trong miệng, rồi từ tạ các vị thánh. Từ đấy, Bà La Sát ẩn tên dấu họ đi tu, rồi sau cũng thành chính quả. Thổ thần Hỏa Diêm Sơn tạ ơn và tiễn chân hành giả Bát Giới và Sa Tăng, bảo hộ đường tăng lên đường tiếp tục sang Tây Thiên. Chẳng mấy chốc, thời tiết đã chuyển thu sang đông. Cúc già hoa đã rụng, mai sớm nhị vừa sinh. Ruộng đồng khắp đó đây, mọi nhà nấu hương canh. Rừng già lá rụng non xa rõ, khe núi xương phổ suối nước thanh. Cầu vồng không thấy bóng, băng tuyết kết trong ao. Sườn non lờ lững hoa mây lội, rừng trúc trời đông lá càng xanh. Bốn thầy trò đi được hồi lâu, lại thấy một tòa thành hiện ra trước mặt. Đường tăng dừng ngựa lại gọi. Ngộ không, con hãy xem lầu các nguy nga ở đằng kia là chỗ nào thế? Hành giả ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một tòa thành trì. Liền quay lại nói với đường tăng. Sư phụ ạ, tòa thành trì này chắc là kinh đô của một nước nào đây? Trong thiên hạ, phủ có thành phủ, huyện có thành huyện. Sao sư huynh lại biết là kinh đô của nhà vua? Chú không biết chỗ ở của nhà vua khác hẳn với những nơi phủ huyện. Chú hay xem, bốn mặt có mười mấy cái cửa, chu vi có tới 100 dặm. Lâu đài cao ngất, mây mù quấn quanh. Nếu không phải là nơi kinh đô của một nước, làm gì được tráng lệ thế này? Đại sư huynh ạ, anh tinh mắt tuy biết là nơi ở của nhà vua, nhưng mà tên gọi là gì, sư huynh có biết được không? Không có bài biển, không có cờ hiệu, làm sao mà biết được? Phải vào trong thành hỏi thăm thì mới rõ. Mấy anh em vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến cửa thành.
Đường Tăng xuống ngựa qua cầu vào trong thành xem xét. Thấy phố xá chợ búa buôn bán sầm uất, người qua lại áo mũ sang trọng hào hoa. Đường đi chợt thấy 10 vị sư ăn mặc lam lũ, người nào cũng mang gông đeo xích đi ăn xin từng nhà. Đường Tăng than thở: một con ngựa đầu, cả tàu che cỏ. Ngộ Không, con hãy đến nơi đó hỏi các vị ấy xem cớ sao lại bị tội tình đến thế. Hành giả vâng lời liền gọi: các nhà sư kia, tu ở chùa nào, tại làm sao phải đeo gông mang xiềng như thế? 10 vị sư liền quỳ xuống một loạt nói: thưa ngài, chúng tôi là sư ở chùa Kim Quang, bị tội oan. Chùa Kim Quang ở đâu? Đi qua góc đường kia sẽ đến. Hành giả dẫn cả 10 vị sư đến trước mặt Đường Tăng và hỏi: các người bị oan thế nào? Nói cho chúng tôi nghe nào. Thưa sư trưởng, không biết các vị ở đâu tới đây, chúng tôi nhìn thấy có vẻ quen mặt thế, nhưng không dám thưa chuyện ở đây, xin mời về nơi Hoàng Sơn sẽ bày tỏ hết nỗi khổ. Các con này, thầy cho ta hãy theo đến cả chùa ấy, hỏi kỹ càng duyên do ra sao. Mọi người cùng theo đến cửa chùa, thấy trên cửa treo bức hoành phi có 7 chữ vàng: sắc kiến hộ quốc Kim Quang tự. Thầy trò bước vào trong cửa nhìn, chỉ thấy đền cổ đèn hương lạnh, hành lang bụi gió tung, ngọn tháp cao tầng mây đứng cạnh mấy cây tùng, hoa rơi đầy sân chẳng ai quét, lưới nhện đầy rèm mặc căng vòng, tòa giảng vắng teo sư chẳng có, thuyền đường lặng ngắt quạ bay tung. Nhìn thấy cảnh vật như thế, Đường Tăng trong lòng chua xót, nước mắt trào dâng. Bọn sư đeo xình xích kia mở cửa điện chính ra mời Đường Tăng lên điện lễ Phật. Đường Tăng lên điện dâng nén hương thơm, vái ba vái rồi chuyển bước về đằng sau. Thấy có 6-7 chú tiểu bị trói ở cột hiên nhà phương trượng, Tam Tạng lấy tay che mắt không dám nhìn nữa. Vào đến trong, các sư đều đến lễ chào và hỏi: các vị sư trưởng diện mạo mỗi người một khác, có phải ở nước Đại Đường bên Đông Thổ tới đây không? Hé hé, các vị sư này có phép bói toán tiên tri gì đây? Đúng là chúng tôi đấy, làm sao các ngài lại biết được? Thưa sư trưởng, chúng tôi có biết bói toán tiên tri gì đâu, chỉ vì bị oan uổng không có chỗ nói ra được. Chúng tôi chỉ biết kêu trời khấn Phật, có lẽ động đến thiên thần. Đêm hôm qua, tất cả chúng tôi đều mộng thấy có vị thánh tăng ở nước Đại Đường bên Đông Thổ cứu được chúng tôi thoát khỏi oan khổ này. Hôm nay quả thấy các vị sư trưởng khác thường, cho nên mới dám nói thế. Địa phương đây thuộc xứ gì? Các người bị oan khuất thế nào? Nghe thấy Đường Tăng hỏi thế, các sư quỳ xuống thưa: sư trưởng ạ, thành này gọi là Tế Trại Quốc, là đường chính sang Tây Thiên. Trước kia có 4 nước nhỏ triều cống quốc vương chúng tôi. Bên Nam là nước Nguyệt Đà, bên Bắc là nước Cao Xương, bên Đông nước Tây Lương, bên Tây là nước Bản Bát. Hàng năm họ thường triều cống ngọc báu Minh Châu, ngựa tốt gái đẹp. Vua chúng tôi không cần giao tranh, không cần đi đánh dẹp, tự nhiên những nước ấy tôn làm thượng bang. Đã được họ tôn làm thượng bang, chắc hẳn quốc vương ở đây có đạo cao và là bậc văn võ hiền tài. Thưa sư trưởng, văn cũng chẳng hiền, võ cũng chẳng tài. Nhà vua chúng tôi cũng không có đạo gì. Chùa Kim Quang chúng tôi đây, từ xưa trên bảo tháp vẫn có mây lành bao phủ, ban đêm hào quang phóng xa nghìn dặm, cho nên lấy làm nơi thiên phủ kinh thành, 4 phương đều đến triều cống. Nhưng 3 năm trước đây, hồi nửa đêm giờ tí ngày 1 tháng 7, tự nhiên một trận mưa máu trút xuống. Sáng ngày ra, mọi người phát sợ,
khắp chốn Xính Lò. Không biết ông trời khiển trách về điều gì. Các quan công khanh tâu lên quốc vương, liền đi mời đạo sĩ đến làm lễ trai tiếu. Hòa thượng tụng kinh đáp trời tạ đất. Nào ngờ đâu, chính là ngọn bảo tháp vàng trong chùa này bị nhơ bẩn. Đã 2 năm nay, các nước kia không chịu đến triều cống. Nhà vua định đi đánh dẹp. Các quan can ngăn nói là tại bọn sư chúng tôi ở trong chùa lấy trộm bảo bối trên tháp. Thế là bao nhiêu tội lỗi đều dồn vào thân chúng tôi. Bọn hồn quan kia lại không biết lẽ phải. Bèn bắt các sư chúng tôi tra khảo đủ cách, hạch sách mọi đường. Lúc bây giờ trong bọn sư chúng tôi có 3 nhóm hòa thượng. 2 nhóm trước chịu không nổi tra tấn, chết mất 2/3. Số còn lại vẫn bị xiềng xích làm tội. Muốn chồng sư trưởng mở lòng đại từ đại bi, rộng ban pháp lực, cứu vớt tính mạng chúng tôi. Đường Tăng nghe vậy, gật đầu than thở nói. Công việc này mờ ám không rõ. Một là do triều đình có lỗi. Hai là do số các người phải chịu tai vạ trời mưa ra máu, bảo tháp nhơ bẩn như vậy. Lúc bây giờ, các người sao không làm ngay tờ sớ tâu lên cho nhà vua để khỏi chịu khổ đến ngày nay? Sư trưởng à, chúng tôi là người phàm biết đâu lòng trời. Hơn nữa, những bậc trên cũng còn chưa làm nổi. Chúng tôi biết đằng nào mà lần. Ngộ không, bây giờ là giờ gì rồi? Thưa thưa bộ, vào khoảng giờ thân rồi ạ. Các con này, ta muốn đến gặp nhà vua để trao đổi quan văn. Nhưng vì việc các sư ở đây không được rõ ràng, khó mà tâu với vua được. Khi xưa, thầy rời khỏi Trường An đã phát nguyện ở trong chùa. Đi sang Tây Phương, hễ gặp miếu thắp hương đến chùa lễ Phật, thấy tháp quét tháp. Ngày nay đến đây gặp phải nhà chùa mắc oan do tháp vàng. Ngộ không, con hãy đi mua cho thầy một cái chổi mới. Thầy sẽ tắm gội sạch sẽ rồi lên quét tháp, để xem việc ô uế ra sao. Nghe Đường Tăng nói là muốn đi quét tháp Kim Quang, số nhà sư ở đấy chắp tay thưa. Sư phụ ạ, không cần mua chổi đâu, chúng tôi sẽ ra phố xin mấy cái chổi mới về để sư phụ dùng. Rồi chạy vào trong bếp lấy một con dao dựa đưa cho bát giới. Phiền sư trưởng chặt đứt xích cho mấy chú tiểu bị trói ở kia, để họ hầu hạ cơm nước và việc tắm gội cho các ngài. Việc cởi xích có gì là khó? Vị đại sư huynh chúng tôi là tay mở khóa xanh sói, chẳng cần dao búa gì hết. Bát giới đang nói, hành giả đã đến tận nơi, lấy tay vuốt một cái, những mắt xích tự nhiên tung cả ra. Mấy chú tiểu được giải thoát, vội vàng chạy vào trong bếp sửa soạn cơm nước. 4 thầy trò ăn cơm xong, trời đã dần tối. Mấy người sư mang 2 cái chổi mới đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng vui vẻ nhận lấy và ngồi tiếp chuyện với họ. Một lát sau, lại có một chú tiểu thắp đèn lên mời Đường Tăng đi tắm gội. Lúc đó, trống canh đã điểm trên lầu, ngoài trời trăng sao vằng vặc. Tam Tạng tắm gội xong, mặc áo ngắn, thắt dây lưng tơ, đi một đôi dép da mỏng, trong tay cầm một cái chổi mới, nói với các sư. Mời các ngài đi nghỉ, để một mình tôi đi quét tháp. Hành giả không yên tâm, liền nói. Trên tháp đã bị mưa máu làm bẩn, lâu ngày không có ánh sáng, sợ có quái vật. Hơn nữa, đêm vắng gió lạnh, sư phụ đi một mình thế này sao được? Để lão tôn đi cùng với thầy, có được không ạ? Có con đi cùng, thầy vững dạ hơn. Nói xong, 2 thầy trò Đường Tăng mỗi người cầm một cái chổi, lên trên điện lớn, đốt cây đèn lưu ly, thắp hương lên. Đường Tăng quỳ trước mặt Phật khấn. Đệ tử thành tâm quét tháp Kim Quang, trông mong oai linh Đức Phật chỉ bảo nguyên nhân vì sao tháp bị nhơ bẩn,
để những kẻ phàm phu khỏi phải bị oan uất. Khấn xong, hành giả mở cửa tháp ra, mời đường tăng quét từ tầng dưới lên tầng trên. Chỉ thấy tháp lưu ly ngũ sắc, ngọn xá lị nghìn vàng, thang lên xoáy chôn ốc, cửa mở như thoát lồng, đá vân khéo chạm hoa loan phượng, phù đồ xây kiểu móc quanh rồng, tầng tầng cửa treo đèn lưu ly, bước bước lên cao chín tầng không. Hành lang bạch ngọc đầy bụi bặm, lòng tháp Phật tọa đèn tắt ngấm, lò hương cấu bám đầy cứt chuột, cửa sổ chằng chịt màng nhện căng. Đường tăng quét xong một tầng, lại lên một tầng. Cứ như thế, quét lên đến tầng thứ bảy. Lúc bấy giờ vào khoảng canh hai. Hành giả thấy sư phụ đã hơi mệt mỏi, liền nói, thấy mệt rồi, hãy ngồi nghỉ đã, để con quét thay. Tháp này có độ bao nhiêu tầng? Có khi đến 13 tầng đấy. Đường tăng gượng nhọc mệt nói, phải quét cho hết mới thỏa bản nguyện. Nói xong, lại quét thêm 3 tầng nữa. Đường tăng ngồi xẹp xuống ở tầng thứ 10, vừa đấm lưng vừa xoa gối nói, ngộ không, còn 3 tầng nữa con quét nốt cho thầy. Hành giả vâng một tiếng, tiếp tay sư phụ quét đến tầng thứ 12. Đang quét, bỗng nghe thấy có tiếng người nói ở trên đỉnh tháp. Hành giả tự nghĩ, quái lạ, đêm khuya rồi, làm sao còn có người nói chuyện ở trên đỉnh tháp thế này? Chắc là tà ma gì đây? Nghĩ rồi, Tôn Ngộ Không bèn sắn gọn quần áo, cắp cái chổi vào nách, chui ra cửa sổ, phi lên trên mây xem xét. Thì nhìn thấy hai con yêu tinh đang ngồi ở tầng tháp thứ 13, trước mặt bày một mâm cơm rượu, đang vung tay đấm đố nhau sát phạt uống rượu chơi ở đấy. Hành giả quẳng cái chổi đi, giơ gậy sắt ra chặn ngang cửa tháp quá to. Quái vật kia, thì ra là chúng bay đã lấy trộm bảo bối ở tháp này hư. Hai con quái vật hoảng hốt đứng dậy, cầm bầu rượu, cầm bát đĩa ném tới lung tung. Hành giả đưa gậy sắt gạt phăng đi nói, nếu ta đánh chết chúng bay sẽ không có người khai cung. Hành giả chỉ lấy gậy sắt ngáng chúng lại. Yêu tinh kia bị dồn vào tường, không tài nào cựa quậy được, miệng kêu và nói, xin tha tội, không việc gì đến chúng tôi đâu, người lấy trộm bảo bối là kẻ khác à. Hành giả một tay túm cả hai đứa, bắt đem xuống tầng tháp thứ 10 reo lên, thưa sư phụ, đã bắt được hai thằng lấy trộm bảo bối rồi. Tam Tạng mơ màng nghe thấy câu ấy, nửa mừng nửa sợ hỏi, con bắt được chúng nó ở đâu thế? Hành giả bắt hai tên yêu quái quỳ trước mặt đường tăng xong, rồi nói, chúng nó đang uống rượu đánh chén ở trên đỉnh tháp. Lão Tôn nghe thấy tiếng động, liền phi lên trên đỉnh tháp, chặn bắt lấy. Sư phụ hỏi khẩu cung chúng đi, xem chúng nó là yêu tinh ở nơi nào, đã lấy trộm bảo bối để ở đâu. Yêu tinh run sợ kêu là, xin tha tội. Rồi nói khai ra hết. Hai chúng tôi là người ở đầm Bích Ba núi Loạn Thạch. Vạn Thánh Long Vương sai đi tuần tháp. Tên kia gọi là Bôn Ba Nhi Bá. Tôi gọi là Bá Ba Nhi Bôn. Nó là con cá nheo, tôi là con cá trê. Vạn Thánh Long Vương có một người con gái, tên là Vạn Thánh Công Chúa. Kén được một chàng rể gọi là Cửu Đầu Phò Mã. Nó thần thông quảng đại. Năm trước cùng với Long Vương đến đây, dùng phép làm ra một trận mưa máu, làm bẩn bảo tháp và lấy trộm hạt xá lị, vật báu của nhà Phật ở trong tháp. Sau công chúa lại đến trước điện Linh Tiêu, lấy trộm 9 lá linh chi thảo của Vương Mẫu, mang về trồng ở dưới đáy đầm ấy. Ánh vàng sáng rực suốt ngày đêm. Gần đây, nghe nói có một người là Tôn Ngộ Không sang Tây Thiên lấy kinh. Người ấy thần thông quảng đại, dọc đường chuyên đi tìm bắt những kẻ làm liều. Vì thế, dạo này Long Vương thường sai chúng tôi đến đây đi tuần. Nếu thấy có Tôn Ngộ Không đến, phải báo ngay về Liệu Đường đối phó. À, đúng là quân nghiệt xúc ô hợp. Thảo nào độ trước Lão Long Tinh mời Ngưu Ma Vương đến dự yến tiệc.
thì ra y kết bọn với yêu tinh khốn kiếp chuyên làm những điều bất lương. Hành giả nói chưa dứt lời, đã thấy Bát Giới dẫn hai ba chú tiểu cầm hai cái đèn lên tới nơi hỏi: Sư phụ quét tháp xong rồi, sao không về đi ngủ? Chuyện trò gì ở đây thế? Chú mày này, hóa ra Vạn Thánh Long Vương đã lấy trộm bảo bối ở trên tháp này, lại còn sai hai đứa tiểu yêu đi tuần tháp thăm dò tin tức chúng ta, vừa ấy bị lão tôn tóm được. Bát Giới định vác đinh ba đến sàng, hành giả liền ngăn lại nói: Chú không biết, phải cho chúng sống, để dẫn chúng đi gặp nhà vua nói chuyện chứ, lại còn phải bắt chúng dẫn lối cho ta đi tìm kẻ lấy trộm của báu. Ngộ Không và Bát Giới mỗi người túm một đứa lôi xuống dưới tháp. Mấy chú tiểu cầm đèn lồng mừng rỡ dẫn Đường Tăng xuống tháp và cho một người chạy trước vào báo với các sư: tốt rồi, chúng ta sắp được giải oan, yêu tinh lấy trộm bảo bối đã bị các vị sư trưởng bắt giải về đây. Về đến chùa, hành giả bảo với các sư: Mau lấy dây sắt ra đây, sâu vào xương qua chảo, buộc cả chúng vào trong này. Các người lân phiên canh giữ, để chúng tôi đi ngủ đã, đến sáng mai sẽ xử trí. Bọn sư kia canh giữ giáo giết, để cho thầy trò Đường Tăng yên nghỉ một đêm. Sáng ra, Đường Tăng gọi mấy đồ đệ đến bảo: Ta cùng Ngộ Không vào chiều đi đổi quan văn đây. Tại sao sư phụ lại không dẫn cả hai con yêu tinh cùng đi? Để chúng tôi vào tâu vua đã, sẽ có giấy nhà vua sai người đến bắt chúng. Hành giả theo Ta Tạng đến cửa Đông Hoa lễ chào quan các môn đại sứ và nhờ họ chuyển tâu lên vua xin đổi quan văn. Quan Hoàng Môn liền vào trước sân rồng tâu. Bên ngoài có hai nhà sư hình dáng rất lạ, nói là từ đường triều bên Đông Thổ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, xin vào chầu vua để đổi quan văn. Quốc Vương nghe tâu, truyền chỉ triệu vào. Các quan văn võ trông thấy hình dáng hành giả đều xì xào bàn tán. Có người nói đây là Hòa Thượng Khỉ, có người thì nói đây là Sư Thiên Lôi, nhưng cả thầy đều sợ sệt, không dám nhìn lâu. Hành giả chỉ khoanh tay đứng ở bên cạnh, ngang nhiên không cúi chào. Còn Đường Tăng làm lễ chúc tụng ở dưới thềm xong lại tâu: Đường Tăng là người nước Đại Đường, được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Nay qua quý sứ không dám tự tiện vượt qua, có quan văn mang theo, xin bệ hạ nghiệm xét cho. Quốc Vương nghe nói, niềm nở truyền chỉ tuyên triệu Đường Tăng lên điện Kim Loan, đặt đôn gấm mời ngồi. Một mình Đường Tăng lên điện, đưa quan văn đệ lên trước, sau mới tạ ơn ngồi xuống. Quốc Vương cầm lấy quan văn xem một lượt, vui vẻ nói: Vua Đại Đường lựa chọn được cao tăng, không quản đường xa xa xôi đi lễ Phật cầu kinh. Còn Hòa Thượng ở Quả Nhân đây chỉ chuyên ăn trộm hại nước lừa vua. Tam Tạng chắp tay hỏi: Sao lại là hại nước lừa vua? Sau khi nghe Quốc Vương kể lại sự việc xảy ra trước kia, Tam Tạng lại chắp tay mỉm cười nói: Tâu Vạn Tuế, thực là sai một ly đi một dặm. Chiều hôm qua, Bần Tăng tới nơi Thiên Phủ, vừa đến cửa thành đã trông thấy hơn chục nhà sư đeo xiềng xích. Hỏi đến tội tình, họ nói là bị oan khuất ở chùa Kim Quang. Sau đến chùa hỏi cặn kẽ lại, thấy việc này không liên can gì đến các sư ở chùa Kim Quang. Đến đêm, Bần Tăng lên quét tháp, đã bắt được những tên yêu tinh lấy trộm bảo bối rồi. Quốc Vương rất mừng hỏi: Kẻ trộm ở đâu? Tâu bệ hạ, hiện giờ đương bị đồ đệ tôi xích lại ở chùa Kim Quang. Quốc Vương lập tức hạ thẻ vàng, sai đội quân cẩm y cầm ngay đến chùa Kim Quang, bắt giải yêu tinh về triều để nhà vua tự thẩm xét. Tam Tạng lại tâu trình: Muôn tâu Vạn Tuế, dù có đội cẩm y vẫn phải để tiểu đồ cùng đi mới được. Thế cao đồ của sư trưởng ở đâu ạ? Tam Tạng trỏ tay nói: Đứng ngay dưới thềm ngọc kia kìa. Nghe Đường Tăng nói xong, Quốc Vương bèn truyền quan đương giá đi bắt yêu tinh. Mặt khác,
lại sai đội cẩm y đến hầu hạ Đường Tăng. Quan Đường Giá tức thì sắm một cỗ kiệu lớn, một cây tán vàng. Đội cẩm y điểm quân hiệu ý, mời hành giả ngồi trên chiếc kiệu bát cống. Bốn người đi trước dẹp đường, thẳng tới chùa Kim Quang. Dân chúng trong thành kéo nhau đi xem thánh tăng và yêu quái. Bát Giới và Sa Tăng nghe thấy tiếng reo, biết ngay là quan của quốc vương sai đến, vội ra đón tiếp. Nhìn ra lại là hành giả ngồi trên kiệu. Bát Giới đến bên kiệu nói: "Thưa chủ hình, anh thực là sướng thần nha." Hành giả bước xuống kiệu, vịn vào Bát Giới nói: "Tôi được sướng thần thế nào?" "Anh được chè tán vàng, tám người khiêng kiệu, chẳng phải ra dáng vua khỉ là gì, cho nên tôi mới bảo anh được sướng thần." "Thôi, chú đừng làm trò cười nữa, cởi trói cho hai tên yêu tinh và giải đến trình quốc vương ngay." "Thưa anh, cho cả chúng em đi với chứ?" "Không được, chú phải ở lại trông nom ngựa và hành lý chứ." Giữa lúc đó, những nhà sư ở trong chùa đứng ra thưa: "Các vị sư trưởng cứ việc đi hưởng ơn vua, để chúng tôi ở đây trông coi cho." "Đã như vậy, chúng tôi sẽ tâu với quốc vương, tha cho các người." Bát Giới và Sa Tăng mỗi người túm lấy một tên yêu quái, theo sau cỗ kiệu của Tôn Ngộ Không, dòng chúng giải về trong triều. Phút chốc đã đến sân Bạch Ngọc, hành giả tâu với quốc vương: "Tâu bệ hạ, đã giải yêu tinh về đây." Quốc vương bước xuống long sàng, cùng các quan văn võ để mắt nhìn. Thấy hai tên yêu tinh, một đứa thì mặt dữ rát đen, mõm nhọn răng sắc. Một đứa thì da nhẵn nhụi, mặt to, râu dài, miệng rộng. Quốc vương cha hỏi: "Mê là dạng trộm cướp phương nào, yêu tinh ở đâu, xâm phạm đất nước ta đã mấy năm, ăn trộm bảo bối từ năm nào? Một bọn chúng mày có bao nhiêu đứa, tên họ chúng gọi là gì? Nhất nhất phải như thực cung ra." Hai tên yêu quái quỳ xuống trầu lên, khai hết tất cả những tội tình từ trước tới nay. Quốc vương nghe xong, liền sai đội cẩm y giam chúng lại cẩn thận, rồi truyền chỉ: "Tha xiềng xích cho các nhà sư ở chùa Kim Quang, truyền ngay cho chùa Quang Lộc bày tiệc trên điện Kỳ Lân, để tạ ơn thánh tăng đã bắt được kẻ trộm, và nhờ thánh tăng truy nã tướng giặc cho." Chưa biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau. Quốc vương nước Tế Trại truyền Quang Lộc Tự sửa soạn hai bàn tiệc chay và tạp, mời bốn thầy trò Đường Tăng lên điện Kỳ Lân dự yến, và cho ti giáo phường tấu nhạc kèn sáo góp vui. Bữa tiệc thịnh soạn này vui chén đến quá trưa mới tàn. Tiệc xong, quốc vương lại truyền Quang Lộc Tự đặt thêm một yến tiệc ở cung kiến trường, mời Đường Tăng đến định mưu kế bắt tướng cướp và lấy lại bảo bối trên tháp ở chùa Kim Quang. Tam Tạng từ chối nói: "Nếu mà nhà vua cần bắt kẻ trộm lấy lại bảo bối, không dám phiền triều đình bày yến nữa, bần tăng xin từ biệt bệ hạ đi bắt yêu quái đây." Nhưng quốc vương không ưng, nhất định mời đến cung kiến trường lại ăn một tiệc nữa. Trong bữa tiệc, quốc vương nâng chén hỏi: "Vị thánh tăng nào dẫn quân đi hàng yêu bắt quái?" "Việc này cho đại đồ đệ của bần tăng là Tôn Ngộ Không đi." "Thế tôn trưởng lão xuất quân cần dùng bao nhiêu người ngựa, khi nào thì ra thành?" Bát Giới không nín được, to tiếng nói lên: "Dùng người ngựa để làm trò gì? Bất cứ thị giả nào hết, nhân lúc này cơm no rượu say, tôi cùng với sư huynh ra tay bắt chúng nó." "Xin hỏi, hai vị trưởng lão đã không dùng người ngựa, vậy có dùng binh khí gì không?" "Binh khí của bệ hạ chúng tôi không dùng được, anh em chúng tôi đã có binh khí sẵn trong người rồi." Quốc vương nghe Bát Giới nói vậy, liền chuốc hai chén rượu để tiễn chân hai vị lên đường. Hành giả tạ ơn và nói: "Thôi, không uống rượu nữa, chỉ cần đội cẩm y dòng hai đứa yêu tinh ra đây, chúng tôi phải bắt chúng nó đi dẫn đường đây." Quốc vương truyền chỉ, tức thì đội cẩm y dòng hai tên yêu quái ra. Tôn hành giả và Chư Bát Giới
mỗi người túm lấy một tên, dùng phép cắp người, cưỡi mây bay một mạch về hướng đông nam. Chẳng mấy chốc đã đến đầm Bích Ba trên núi Loạn Thạch. Dừng đám mây lại, hành giả dở phép biến ra một con dao, đem cắt một bên tai của con cá trê, cắt mất môi dưới của con cá nheo, rồi thả cả hai con xuống nước quát bảo: mau về báo với Vạn Thánh Long Vương biết là Tề Thiên Đại Thánh đang đợi ở đây, bảo y đưa ngay bảo bối trên tháp của chùa Kim Quang ra đây, ta sẽ tha chết cho cả họ nhà y, nếu không ta lập tức dốc khô cái đầm nước này cho già trẻ cả ổ chúng mày chết không còn mống nào. Hai tiểu yêu kia được thoát chết, mang cả xiềng xích lặn xuống dưới nước, làm cho lũ ba ba kỳ đà rùa tôm cua cá sợ cuống cả lên quây kín lại hỏi dồn: tại sao hai anh lại tha cả xiềng xích về đây thế? Một tên bưng tai lắc đầu quẫy đuôi, một tên chúc mồm xuống giận chân vỗ ngực, là lối om sòm chạy tuốt về cùng báo với Long Vương: thưa đại vương, tai vạ rồi. Lúc này Vạn Thánh Long Vương đang uống rượu với Cửu Đầu Phò Mã, chợt thấy hai tên kia về báo, liền dừng chén hỏi là việc gì. Con cá trê liền nói: hôm qua đi tuần bị Đường Tăng và Tôn Hành Giả quét tháp bắt được, lấy dây sắt sâu lại, đến sáng nay nộp quốc vương. Vừa nãy lại bị Hành Giả và Chư Bát Giới túm cả hai đứa chúng tôi dòng ở đây, một đứa bị cắt tai, một đứa bị xẻo môi xong quẳng xuống dưới đầm, bắt về báo với đại vương phải trả ngay bảo bối trên tháp cho họ ạ. Thế rồi đem đầu đuôi sự việc nói rành mạch lại một lượt. Lão Long Tinh kia nghe nói là Tề Thiên Đại Thánh, sợ hãi hoảng hồn mất vía, run cập cập nói với Phò Mã: hiền tế ạ, người khác thì còn đỡ, chứ nếu quả đúng là Tôn Ngộ Không thì thật là dày già đấy. Nhưng tên Kiểu Đầu Phò Mã lại cười lên nói: xin bố mẹ cứ yên tâm, hồi con nhỏ con có học được chút võ nghệ, sợ gì hắn cơ chứ. Con chỉ ra đánh nhau với hắn khoảng 3 hiệp là làm cho hắn phải cúi đầu hàng phục ngay. Nói xong, yêu tinh mặc ngay áo giáp, cầm cây lưỡi xén ngà trắng, bước ra khỏi Long Cung, rẽ nước nổi lên quá to: Tề Thiên Đại Thánh đâu rồi? Đến đây nộp mạng mau. Hành Giả và Bát Giới đứng ở trên bờ sông, nhìn thấy tên yêu tinh, đầu đội mũ ngân khôi, mặc áo giáp đầu màu, thần quàng tấm áo bào kiểu ngọc chuốt, lưng thắt đai vân tê rắn gấm vàng, tay cầm lưỡi xén ngà trắng tinh, chân đi đôi giày da lợn rừng, xà trồng chỉ một đầu một mặt, gần xem bốn bên đều mặt người, 8 đôi mắt nhìn cả 8 phương, 9 cái mồm thét vang trời đất. Hắn ta không thấy có ai trả lời, lại quát to một tiếng: kẻ nào là Tề Thiên Đại Thánh hả? Hành Giả vuốt vuốt vành vàng trên đầu, nắm chặt cây cần thiết bổng nói: lão Tôn đây. Nhà ngươi xuất thân ở đâu? Làm sao lại đến nước Tế Trại làm anh giữ tháp cho quốc vương? Và dám cả gan bắt người của ta, lại còn dám đến đây thách đánh hả? Cái đồ yêu tinh kia, không biết ông cụ Tôn nhà mi à? Hãy lên đây, ta nói cho mà nghe. Hành Giả kể rõ lai lịch của mình và vạch tội yêu tinh lấy trộm bảo bối trên tháp chùa Kim Quang. Tên Phò Má nghe xong cười nhạt nói: thế ra mi là nhà sư đi lấy kinh, đừng có dây vào những chuyện không đâu. Ta lấy trộm bảo bối của họ thì bất gì đến mi mà phải đến đây gây sợ. Tên này thật lão sửa quá chừng, chỉ vì mi ăn trộm bảo bối làm nhơ bẩn bảo tháp của người ta, bao năm làm oan khổ cho những nhà sư ở chùa Kim Quang, họ cùng thuyền cùng hội với ta, lẽ đâu ta lại không ra sức giúp họ giải khổ thoát nạn. Mi nói như vậy ý muốn giở chuyện thách thức chứ gì? Thường có câu võ không làm thiện, chỉ sợ rằng tay giơ lên không còn tình nghĩa, nhỡ đánh chết mi làm lỡ cả việc đi lấy kinh ấy. Hành Giả tức giận quan mắng: yêu tinh khốn kiếp, tài giỏi gì mà dám nói khoác lác như vậy, hãy tới đây nếm một gậy của lão Tôn.
tên cửu đầu phò mã không hề sợ sệt, cầm lưới xén ngà trắng đón đánh lại. Hai bên đánh nhau dữ dội ở trên đỉnh núi Loạn Thạch. Chàng ngốc đứng ở trước núi, nhằm lúc hai người đánh nhau mải mề, quay đinh ba bổ vào sau lưng tên yêu tinh một cái. Nhưng vì yêu tinh có chín cái đầu, phía nào cũng có mắt trông thấy rõ ràng, nó liền đưa đốc lưỡi xén đỡ lấy cây đinh ba, lại cố đánh thêm năm bảy hiệp nữa. Rốt cục đỡ không nổi sự giáp công của hai bên, y liền nhảy lên trên trời, hiện rõ nguyên hình là con chim chín đầu. Cánh lông tựa gấm, mình mẩy như bông, đầu đuôi dài đến một trượng hai, hình dáng giống kỳ đà như hệt. Hai cái chân móng sắc lưỡi câu, chín cái đầu quây thành một túm, dương hai cánh liệng bay. Chư bát giới trông thấy sợ hãi nói, sư huynh ơi, tôi chưa từng trông thấy con ác vật như thế này bao giờ. Đúng là hiếm thấy, để tôi đuổi đánh xem. Hành giả vội cưỡi mây đuổi theo, cầm gậy sắt phang thẳng vào đầu nó. Yêu tinh dương cánh bay chích, vèo một cái, xả xuống trước núi, lại mọc ra một cái đầu ở ngay lưng. Há to miệng, ngoạm luôn vào bờm của bát giới, lôi về dưới đầm Bích Ba. Khi đến ngoài cửa cung, y lại biến ra hình dáng như trước, vứt bát giới xuống đất gọi, vợ nhỏ đâu? Những loài tinh cá mè trôi chép sộp, loài quái rùa cua kỳ đà chạy ồ cả lên thưa, có chúng tôi đây. Hãy đem lão sư này trói ra một nơi để báo thù cho mấy tiểu tốt tuần tra của ta. Bọn yêu tinh reo hò ầm ĩ, khiêng bát giới vào. Lão Long Tinh vui mừng đón phò mã vào trong cung nói, hiền tế có công to, nhưng làm thế nào mà bắt được đi đây? Phò mã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho lão Long Tinh nghe. Lão Long Tinh liền sai bày tiệc rượu mừng công. Lại nói về hành giả, thấy yêu tinh bắt mất bát giới, trong lòng sợ hãi nghĩ, cái giống này thật là lợi hại, ta mà về gặp lại sư phụ ngay bây giờ, sợ quốc vương sẽ cười ta. Nếu mà mở miệng chửi mắng với nó, e rằng công việc dưới nước ta lại không sành. Phải rồi, để ta lại biến hóa xuống dưới xem yêu tinh xử trí chú ngốc thế nào đã. Nếu thuận tiện, sẽ cứu trộm y ra. Hành giả tay cầm quyết, nhau mình biến hóa ra một con cua, lặn xuống dưới nước đi thẳng tới dưới cung khuyết. Bò ngang đi qua, đã thấy lão Long Tinh và con yêu tinh chín đầu đang thích chí uống rượu. Hành giả không dám đến gần, bò đến phía dưới nhà bên đông, thấy mấy con tinh tôm tinh cua nhẩn nhơ chơi đùa ở đấy. Hành giả lắng nghe chúng chuyện trò một hồi, học được cách nói năng, rồi mới cất tiếng hỏi. Chúng mày ơi, ngài phò mã bắt được lão sư mồm dài, bây giờ y đã chết chưa nhỉ? Bọn yêu tinh nói, chưa chết đâu, hãy còn trói ở nhà dưới phía tây kia kìa. Hành giả nghe nói vậy, lại lẳng lặng bò sang nhà dưới phía tây. Quả nhiên, chàng ngốc bị trói vào cột, đường rên ư ử. Hành giả đến gần gọi, bát giới, có nhận được ta không? Chàng ngốc nghe tiếng, biết là hành giả. Sư huynh ơi, anh làm thế nào lại để cho hắn bắt tôi thế này? Hành giả thấy bốn phía vắng người, liền lấy gọng kìm cặp đứt dây trói cho bát giới. Chàng ngốc sổng tay ra nói, anh ạ, binh khí của tôi bị nó thu mất rồi, làm thế nào? Chúa có biết nó để chỗ nào không? Chú anh ạ, yêu tinh hình như đem lên cung điện rồi. Chú ra trước đến dưới cổng lầu đợi tôi ở đấy. Bát giới lẳng lặng lỉnh ra. Hành giả lại bò đến cung điện, thấy đinh ba của bát giới để ở bên trái, liền dùng phép ẩn thân lấy trộm đinh ba đi ra đến dưới cổng lầu gọi. Bát giới, nhận lấy binh khí này. Chàng ngốc được đinh ba rồi mới nói, anh ạ, anh hãy lên bờ trước đi, để tôi đánh vào trong cung điện. Nếu đắc thắng sẽ bắt hết cả nhà nó. Còn nếu thua chạy ra, anh hãy cứu ứng ở trên bờ nhá. Hành giả sợ nhỡ việc, lại dặn dò thêm bát giới phải cẩn thận. Bát giới huỳnh hoàng nói, có
Không sợ nó, tài nghệ dưới nước tôi có biết đôi chút. Hành giả bơi ra khỏi mặt nước lên bờ chờ đợi. Chàng ngốc cầm đinh ba, quát to một tiếng, tiến đánh vào trong cung. Bọn thủy tộc lớn nhỏ sợ hãi chạy nhớn nhác, lên cung điện gào lên. Hỏng khái rồi, lão sư mồm dài, rứt đứt dây đánh trở lại đây. Lão Long Vương và con yêu tinh chín đầu trở tay không kịp, nhảy xô vào nhau đi ẩn trốn. Bát Giới bất chấp sống chết, sấn đến cung điện. Một đinh ba bỏ vỡ cả cánh cửa, bao nhiêu cỗ bàn tiệc rượu đập phá kỳ hết. Con yêu quái chín đầu đem công chúa giấu kín một nơi, rồi vội cầm lưới xén ngà trắng sấn đến quá to. Con lợn khốn kiếp kia, sao dám đập phá thủy cung, làm họ hàng nhà ta kinh sợ. Bát Giới tức quá liền quát mắng lại. Yêu tinh kia, cớ sao mi dám bắt trộm ta, đem ngay bảo bối trả ta là xong việc. Nếu không, quyết chẳng tham mạng cả ổ nhà mi đâu. Yêu tinh chín đầu nghiến chặt hàm răng lại, đối chọi với Bát Giới. Lão Lòng Tinh vừa hoàn hồn lại, cũng dẫn rồng con rồng cháu cầm gươm giáo đến đánh giúp. Bát Giới thấy sự việc không ổn, vung đinh ba một cái, quay mình bỏ chạy. Lão Lòng Tinh đem quân đuổi theo. Vút chốc, cả hai bên đã ra khỏi mặt nước đầm Bích Ba. Tôn Hành Giả đang đứng ở trên bờ chờ đợi, chợt thấy bọn chúng đuổi theo Bát Giới. Hành Giả vừa quay cần thiết bổng vừa quát to, đứng chạy. Phang ngay một nhát trúng vào đầu Lão Lòng Tinh, máu chảy linh láng nhuộm đỏ cả một khoảnh nước, làm cho lũ rồng con rồng cháu sợ hãi trốn chạy bạt mạng. Tên cửu đầu phò má đem thây của Lão Long Tinh chuyển về dưới cung. Hành Giả và Bát Giới cũng không đuổi theo, trở về trên bờ cùng nhau bàn tính. Sư huynh ạ, bọn chúng chạy về rồi, nhất định làm ma tế lễ, quyết không chịu ra nữa đâu. Mà bây giờ trời lại gần tối rồi, anh tính sao đây? Kể gì trời tối, nhân cơ hội này chú lại xuống dưới đánh nhau, lấy cho kỳ được bảo bối rồi mới về chiều. Chàng ngốc vốn lười, liền đưa đẩy từ chối. Hành Giả dục nói, chú em không nên ngần ngại, cứ làm như vừa rồi, dẫn nó ra đây để tôi đánh cho. Đương khi hai người đang bàn tính, đã nghe thấy tiếng gió lốc cuồn cuộn từ phương đông cuốn về phương nam. Hành Giả nhìn kỹ, thấy là Nhị Lang Hiển Thánh cùng với 6 anh em ở Mai Sơn dắt lũ khuyển ưng, quẩy lồng thỏ cáo, khiêng một sâu hươu nai. Mọi người đều vác cung tên, tay cầm gươm giáo sắc, lướt gió mây đi tới. Hành Giả nói với Bát Giới, chú xem, đó là 7 anh em Nhị Lang Hiển Thánh đấy. Chú đến nói khéo mời bọn họ xuống đánh giúp chúng ta xem có được không? Tôn Ngọ Không và Bát Giới đang bàn cách đánh bắt tên cửu đầu phò mã. Tình cờ gặp Nhị Lang Thần dẫn 6 anh em Mai Sơn cưỡi mây đi săn qua đấy. Hành Giả bảo với Bát Giới, chú đến nói khéo với bọn họ mời 7 anh em xuống đánh giúp chúng ta xem có được không? Chàng ngốc liền nhảy lên mây, đứng ở trên núi lên tiếng gọi to. Thưa chân quân, xin tạm dừng xa giá, có Tề Thiên Đại Thánh cầu được gặp. Nhị Lang Thần nghe nói, tức thì truyền lệnh cho 6 anh em Mai Sơn dừng cả lại, cùng đến gặp Bát Giới hỏi. Tề Thiên Đại Thánh ở đâu? Sư huynh tôi hiện ở dưới núi cây kia. Nhị Lang Thần nói với 6 anh em Mai Sơn, các chú em đi mời Đại Thánh lên đây. 6 anh em đều lên tiếng gọi to. Anh Tôn Ngộ Không ơi, anh cả chúng tôi có lời mời đấy. Hành Giả nhảy lên gặp mặt mọi người. Nhị Lang Thần đón tiếp chào hỏi. Đại Thánh đã thoát nạn lớn, theo đạo Sa Môn, hẹn ngày thành công lên tòa sen cao, thật đáng mừng. Không dám, không dám, trước đất đội ơn lớn chưa hề báo đền, tuy đã thoát nạn trước, chưa biết công hạnh thế nào. Nay vì đi qua nước tế trại, muốn cứu nạn cho các nhà sư, nên ở lại bắt yêu quái đòi lại bảo bối. May lại gặp Xa Giá Đại Huynh đi qua, xin mời lưu lại giúp đỡ. Chưa biết Đại Huynh có chịu giúp cho không?
tôi và anh em đi săn bắn về đây, hân hạnh được đại thánh lưu lại góp sức hàng yêu, đâu dám trái lệnh. Nhưng không biết địa phương này có yêu quái gì? Anh cả quên rồi hay sao? Đây là núi Loạn Thạch, dưới núi có đầm Bích Ba là long cung của Vạn Thánh Long Vương đấy. Vạn Thánh Long Vương rõ khéo sinh sợ nhê, sao dám lấy trộm bảo bối ở trong tháp? Thấy nhị lang thần kinh ngạc hỏi như vậy, hành giả liền kể lại chuyện Long Vương kén được cửu đầu phò mã và việc đuổi bắt kẻ lấy trộm bảo bối của tháp chùa Kim Quang cho nhị lang thần nghe một lượt. Nhị lang thần nói, đại thánh đã giết được lão Long Tinh, cần phải đánh luôn, khiến tên đó trở tay không kịp, giết luôn cả ổ cả lò nhà nó đi. Nhưng trời tối rồi, làm thế nào? Nhà binh có câu, việc chinh chiến không đợi thời, lo gì trời tối cơ chứ. Sáu anh em Mai Sơn đỡ lời, anh cả đừng vội, gia quyến tên ấy ở đây, hiệu trường không đi đâu được. Đại thánh cũng là quý khách của ta, trong dinh chúng ta có mang theo rượu nhắm, hãy sai bọn nhỏ lấy lửa làm bữa luôn ở đây, một là để chúc mừng đại thánh, hai là để cùng nhau họp vui một đêm, đợi đến sáng mai tìm đến đánh cũng chưa muộn ạ. Các hiền đệ nói rất phải, rất phải. Nhị lang thần vui mừng nói xong liền sai bọn tiểu hiệu sửa soạn các thức. Dưới ánh trăng sao, ngay chỗ màn trời chiếu đất, họ chuốc chén tỏ tình bạn cũ với nhau. Thực là vắng vẻ canh dài, vui vầy đêm ngắn. Chẳng mấy chốc, phương đông đã hửng sáng. Bát giới tu mấy chén rượu vào, hăng hái cất tiếng. Trời sắp sáng rồi, để lão chư xuống nước đi thách đánh đây. Nhị lang thần giữ lại nói, Thiên Bồng Nguyên Soái hãy cẩn thận, chỉ cần dẫn nó ra đây, để anh em chúng tôi sẽ hạ thủ. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Bác giới nói xong, nhảy ngay xuống dưới đầm, thẳng tới dưới cung đánh vào trong điện. Lúc này, Long Tử đã mặc áo xô, quỳ khóc trước thi thể của lão Long Tinh. Còn Long Tôn và cửu đầu phò mã đang sửa soạn quan tài ở đằng sau. Bát giới xô đến, bổ một nhát đinh ba lên trên đầu Long Tử. Thấy Long Tử chết tươi ở cạnh xác lão Long Tinh, Long bà và mọi người sợ hãi chạy rỗi rít vào bên trong, khóc gào lên. Trời ơi, lão sư mồm dài lại đánh chết nốt con ta rồi. Tên cửu đầu phò mã nghe tiếng, vội cầm lưới xẻng ngà trắng dẫn Long Tôn ra đánh chư bát giới. Chàng ngốc đưa đinh ba lên đỡ, vừa đánh vừa lùi chạy ra khỏi nước. Tề Thiên Đại Thánh cùng với bảy anh em cùng xông lên, gươm giáo đâm chém tới tấp. Long Tôn bị chặt nát ra làm mấy mảnh. Tên cửu đầu phò mã thấy việc không ổn, lăn cành ra chân núi, lại hiện rõ nguyên hình, dương cánh bay lượn chung quanh. Nhị lang thần liền lấy cung vàng, đặt viên đạn bạc lên, kéo thẳng dây cung. Bụp một tiếng, tên lưu tinh bị trúng đạn vỡ cánh, xà súng định cắn nhị lang thần. Chỗ ngang lưng của nó vừa mới thò ra một cái đầu, liền bị ngay một con chó con nhảy chồm lên, ngoạm một miếng cắn đứt tha đi, máu chảy nhễ nhại. Tên yêu tinh đau đớn chạy bát mạng bay thẳng về phía bắc. Bát giới định đuổi theo, hành giả ngăn lại nói, không cần phải đuổi theo nó đã bị con chó cắn đứt đầu, tất nhiên gần đất xa trời rồi. Để tôi biến ra hình dáng nó, chú cùng xuống với tôi tìm công chúa lừa nó lấy lại bảo bối. Nghe theo lời hành giả, bát giới nhảy xuống rẽ nước mở lối. Hành giả biến ra hình dáng con yêu quái đi trước, bát giới hò hét theo sau. Đi tới trong cung, đã thấy Vạn Thánh công chúa gọi. Phò mã ơi, việc gì mà hoảng hốt như vậy? Tôn Ngọc Không giả vờ kêu lên. Hiền thế ơi, bát giới đánh được ta, đuổi theo tới nơi rồi. Ta biết là không thể địch nổi hắn. Nàng đưa ngay bảo bối ra đây, để ta giấu kỹ đi. Trong khi vội vàng, công chúa không xét thực giả, lấy ngay một cái hộp vàng nuột ở hậu cung đưa ra, đưa cho hành giả nói, đây là của báu nhà Phật. Xong, lại lấy ra một cái hộp bạch ngọc, cũng đưa nốt cho hành giả nói, đây là 9 lá cỏ linh chi, chàng hãy đem giấu kỹ đi, để thiếp ra đấu với chư bát giới, ngăn chặn hắn lại.
chàng giấu xong bảo bối sẽ ra cùng thiếp hợp lực đánh y. Hành giả cầm hai cái hộp dắt vào trong người, vuốt mặt một cái hiện lại nguyên hình nói: Công chúa kia, mi xem ta có phải là phò mã không? Công chúa phát hoảng, toàn cướp lại những cái hộp đó. Ngay lúc đó, bát giới sấn lên, bổ cho một nhát đinh ba. Công chúa bị trúng một nhát vào vai, ngã lăn ra đất. Còn một long bà đang lướt mình định chạy trốn, bị bát giới cản lại, giơ đinh ba toàn bổ. Hành giả ngăn lại nói: Hãy khoan, đừng đánh chết mụ ta, để một người sống đưa về Tâu Quốc Vương để lập công chứ. Thế là bát giới dẫn mụ long bà ra khỏi nước. Hành giả bưng hai cái hộp đi theo sau lên bờ, nói với nhị lang thần: Cảm ơn ông anh cả, đã lấy lại bảo bối quét sạch bọn yêu tinh kia hết rồi. Tất cả mấy anh em Mai Sơn đều bước lên nói: Đại thánh đã thành công, giờ đây anh em chúng tôi xin cáo từ. Nói xong, nhị lang thần cùng sáu anh em Mai Sơn liền dẫn quân trở về quán khẩu. Hành giả bưng hai cái hộp, bát giới thì dòng mụ long bà đi theo. Trong khoảnh khắc đã về tới trong nước. Các sư trong chùa Kim Quang được tha tội đều ra đón tiếp ở ngoài thành. Trong đám sư có người đi trước vào trong triều tâu lên: Muôn tâu vạn thuế, hai vị sư trưởng đã bắt được tướng giặc, lấy lại bảo bối trở về kia kìa. Quốc vương nghe báo như vậy, vội vàng xuống điện cùng đường tăng, gia tăng ra đón tiếp và khen tạ hành giả cùng bát giới. Sau đó liền sai bày tiệc tạ ơn. Thấy thế, Tam Tạng nói với quốc vương: Bệ hạ hãy khoan cho ăn uống, cho đồ đệ trả bảo bối lên tháp đã. Lúc này mụ long bà thì van xin quốc vương tha tội chết cho mụ. Bát giới tức giận nói: Không tha nhà mi được. Hành giả đứng ra nói: Cả nhà không phải ai cũng phạm pháp, ta sẽ tha cho mụ, chỉ cần mụ giữ tháp cho quốc vương mãi mãi. Long bà vội vàng quỳ xuống nói: Nếu để tôi sống, muốn bảo tôi làm việc gì cũng xin vâng. Hành giả gọi quan đương giá lấy một dây sắt lại, xiên quàng xương quai chảo của mụ long bà, rồi bảo sa tăng mời quốc vương đến coi làm lễ yên tháp. Quốc vương lập tức truyền sắp xe, cùng với Tam Tạng khoác tay ra khỏi triều. Các quan văn võ cũng theo đến chùa Kim Quang. Hành giả đem hạt xá lị để vào trong bình ngọc trên từng tháp thứ 13 và xích mụ long bà vào cột giữa của tháp. Xong lại gọi thổ địa Thành Hoàng và bọn già lam ở bản tự ra dặn bảo: Cứ 3 ngày phải mang đến 1 bữa cơm cho long bà ăn uống. Các thần nhất nhất vâng theo. Xong đâu đấy, hành giả cầm cỏ linh chi lần lượt quét sạch hết 13 tầng tháp, rồi để những lá linh chi ấy vào trong bình ngọc ấp ủ hạt xá lị. Ngay tức khắc, lại có muôn đạo hào quang sáng tỏa, nghìn đóa mây đẹp bao phủ quanh tháp. Khắp 8 phương đều trông thấy, 4 nước cùng xem. Khi hành giả trở về dưới chùa, quốc vương luôn miệng cảm tạ nói: Nếu không có các sư trưởng đến đây, làm sao rõ được việc này và lấy lại được bảo bối trong tháp? Tâu bệ hạ, bần tăng đi một phen khó nhọc vì bệ hạ. Nay muốn xin đổi tên chùa này là chùa Phục Long, để nhà vua còn mãi mãi ghi nhớ, non sông bền vững muôn đời. Quốc vương rất mừng, liền sai đổi tên khác, sửa biển mới treo lên, trên đề là Sắc Kiến Hộ Quốc Phục Long Tự. Một mặt sửa soạn ngự yến mời 4 thầy trò đường tăng, và cho 1 người họa công vẽ tượng truyền thần 4 thầy trò ghi danh hiệu trên lầu Ngũ Phượng. Sau đó, quốc vương sai quan đương giá đem vàng bạc ra thù tạ 4 thầy trò, nhưng đường tăng nhất mực từ chối không nhận. Thế vậy, quốc vương lại sai quan đương giá lấy đúng kích thước quần áo mặc thường của 4 vị, may thêm cho mỗi vị 2 bộ, và chuẩn bị đầy đủ lương khô bánh nướng. Đổi quan văn xong đâu đấy, quốc vương lập tức sai sắp loan giá cùng với các quan văn võ và dân chúng trong toàn thành, cả những nhà sư ở chùa Phục Long, chiêng trống rộn rã tiến đưa 4 thầy trò ra ngoài thành.
Đi được ước chừng 20 dặm, quốc vương từ biệt về trước. Mọi người lại đưa chân thêm 20 dặm nữa mới trở về. Các nhà sư ở chùa Phục Long đưa tiễn đến hơn 60 dặm vẫn không chịu về. Có người muốn theo sang Tây Thiên, nhưng không được chấp nhận. Họ đành ngậm ngùi ra về. Bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường sang Tây Thiên vào giữa lúc thời tiết đông tản xuân tới, ấm lạnh vừa phải. Đi đường ung dung thanh thản. Nhưng chợt lại thấy một cái đèo xuất hiện trước mặt, mà đường sang Tây Thiên nhất thiết phải vượt qua đèo đó. Đường Tăng dừng ngựa lại ngắm nghía. Trên đỉnh gai góc tùm, tuy có dấu vết đường đi, nhưng hai bên đều là cành sắc gai nhọn. Đường Tăng liền gọi: "Đồ đệ ơi, làm thế nào mà đi qua được đường này bây giờ?" "Sao lại không đi qua được?" "Đồ đệ ạ, lối đi ở dưới, gai góc ở trên, các con đi còn không thẳng lưng lên được, bảo thầy cưỡi ngựa làm sao?" "Sư phụ ạ, không hề gì, để con sẽ dùng đinh ba dẫy cây cỏ rẽ lối mà đi. Đừng nói là cưỡi ngựa, cứ ngồi kiệu cũng chẳng hề gì." "Chú chưa cần mất sức vội, để tôi đi xem đã." Nói xong, hành giả liền vươn mình nhảy lên trên trời xem xét. Thấy rậm rì gai góc dọc lại ngang, tùm cây cối tựa khung đan, tùng bách liễu mai thêm khóm trúc, cành lá hoa nhị sắc hương thoảng, xa trông tít mù không thấu hết, gần nhìn loáng thoáng màu xanh quàng. Hành giả đứng ngắm hồi lâu, từ trên mây bước xuống nói: "Lối này trông xa lắm." "Đồ đệ ơi, xa độ bao nhiêu?" "Nhìn vô cùng tận, có lẽ xa đến nghìn dặm." "Vậy thì làm thế nào?" "Sư phụ đừng lo, chúng con sẽ làm cái kiểu đốt rừng hoang, cho ngay một mồi lửa, đốt hết gai góc, ta sẽ đi qua được." "Sư đệ sao lại tán nhảm thế? Đốt rừng hoang phải từ tháng 10 trở đi, cỏ lụi khô mới bén lửa được chứ. Hiện nay đường giữa mùa xuân, đốt cháy thế nào được?" "Có thể đốt được đấy, chỉ sợ sư phụ mình thôi." "Sư phụ ạ, muốn sang qua được, phải theo tôi đi." Chàng ngốc tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, dướn người lên một cái, hồ dài. Thân thể đã vọt cao tới hơn 20 trượng. Cầm đinh ba vung một cái, hồ biến. Cái can đinh ba biến dài tới 30 trượng. Chàng ngốc hai tay cầm đinh ba, dãy cỏ bới gai góc ra hai bên mở lối. "Mời sư phụ đi theo con." Tam Tạng rất mừng, tức thì giục ngựa theo dịp đằng sau, Sa Tăng quẩy hành lý. Hành giả cũng cầm gậy sắt dẹp lối. Cả ngày hôm ấy chưa hề dừng chân, đi tới 100 dặm. Lúc trời đã sắp về chiều, thấy có một chỗ đất không. Ở mé đường có một cái biển đá, trên có ba chữ lớn núi gai góc, dưới có những hàng chữ nhỏ là gai góc chằng chịt 800 dặm, từ xưa có lối ít người qua. Bát Giới trông thấy cười lên nói: "Để lão chư này thêm cho hai câu nữa. Tới nay Bát Giới tài khai phá, sang tận Tây Phương lối phẳng ly." Tam Tạng xuống ngựa vui vẻ nói: "Đồ đệ ơi, chúng con cũng mệt rồi, đêm nay thầy cho ta hãy nghỉ ở đây, đợi sáng mai sẽ đi." "Sư phụ ạ, đừng nghỉ lại đây, nhân lúc khí trời tạnh ráo, chúng con đương hứng, luôn đêm mở lối đi cho xong quách đi thôi." Đường Tăng cũng phải gật đầu nghe lời. Bát Giới gắng sức tiến lên, bốn thầy trò người chẳng ngơi tay, ngựa không dừng vó, lại đi luôn một ngày một đêm nữa. Trời lại sắp tối rồi. Nghe thấy tiếng gió đưa cành trúc vi vút ngọn tùng. May lại có một chỗ đất không, ở giữa là một tòa miếu cổ. Bên ngoài cửa miếu, tùng bách đua xanh, đào mai tranh đẹp. Đường Tăng xuống ngựa cùng ba đồ đệ vào xem. Hành giả xem xong nói: "Chỗ này lành ít dữ nhiều, không nên ngồi lâu." Nói chưa dứt lời, bỗng có một trận gió âm lướt qua.
từ đằng sau cửa miếu đi ra một ông già, đầu đội khăn mỏ rìu, mình vận áo mỏng, tay chống gậy, chân đi giày be nang. Theo sau có một tên quỷ sứ mặt xanh nanh nhọn, tóc đỏ mình trần, trên đầu đội mật mâm bánh, quỳ xuống nói: "Tấu đại thánh, tiểu thần là thổ điện núi Gai Gốc, biết đại thánh đến đây không có gì tiếp đãi, gọi là có một mâm bánh nướng dâng lên lão sư phụ. Nơi đây 800 dặm không có người ở, xin hãy tạm ăn qua loa cho đỡ đói." Bát giới hí hửng bước lên định thò tay lấy bánh, thì bị hành giả quát to một tiếng ngăn lại: "Hãy khoan, tên này không phải người tốt, không được vô lễ. Mi là thổ địa cái quái gì đến lừa lão tôn, hãy xem gậy ta đây." Ông già kia thấy hành giả đánh tới, liền chuyển mình một cái, hô một tiếng, hóa thành một trận gió âm, bắt ngay Đường Tăng đem đi đâu mất. Đường Tăng bị ông già hóa ra trận gió âm, cuốn đi đâu mất. Hành giả, Bát Giới và Sa Tăng ngơ ngác tìm trước tìm sau, tuyệt nhiên không thấy tung tích gì cả. Thì ra, ông già và tên quỷ sứ khiêng Đường Tam Tạng đến một lâu đài đá ở trước sườn núi, rồi khẽ đặt xuống, khoác lấy tay Tam Tạng nói: "Thánh Tăng đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu đâu. Tôi là thập bát ông ở núi Gai Góc, nhân thể đêm trăng gió mát, mời ngài lại đây ngắm trăng vịnh thơ tiêu khiển một chút thôi." Đến đó, Đường Tăng mới hoàn hồn lại, đang gật gù trầm ngâm. Bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau, Tam Tạng ngẩng đầu lên nhìn, thấy là ba ông lão đang đi đến. Ông đi trước, phong thái vóc xương, người thứ hai mái tóc xanh ba xòa, người thứ ba vẻ thư thái, da mai mái. Mỗi người một diện mạo, ăn mặc cũng khác nhau. Đến trước mặt Đường Tăng chào hỏi. Tam Tạng đáp lễ xong, thập bát ông cười lên và nói: "Đã lâu nay nghe nói Thánh Tăng là người có đạo, may được gặp ở đây. Nếu ngài không tiếc lời cho ngọc, xin ngồi chơi nói chuyện với chúng tôi." "Xin hỏi, tôn hiệu các vị tiên ông là gì?" Nghe Đường Tăng hỏi vậy, thập bát công nói: "Vị vóc xương hiệu là Cô Trực Công, vị tóc xanh là Lăng Không Tử, vị thư thái hiệu là Phất Vân Tẩu, còn lão vụng về này hiệu là Kính Tiết." "Chẳng hay bốn tôn ông tuổi thọ đã bao nhiêu?" Cô Trực Công nói: "Thọ tới nay 1000 tuổi lẻ, đội trời xanh tốt quanh 4 mùa. Lăng Không Tử nói: "Ta này 1000 tuổi ngạo phong xương, cây lớn cảnh to, sức tự cường." Phất Vân Tẩu cười lên nói: "Lạnh lùng lẩn thần đã 1000 thu, cảnh lão êm đềm nhã lại ô." Kính Tiết thập bát công đứng ra vừa vuốt râu vừa nói: "Ta cũng 1000 năm tuổi có thừa, xanh dần tốt đẹp vẫn như xưa, sinh thành mưa móc trời thêm sức, nuôi nấng phong vân đất giúp cờ, muôn hốc đượm xương ta rất thích, 4 mùa hóng gió tớ càng ưa, xanh xòe như lọng tiền lưu luyến, đọc sách nghe đàn dỗi đánh cờ." Như vậy, bốn vị tiên ông đều hưởng tuổi thọ 1000 năm, vẻ người đẹp đẽ. Hay đây là bốn cụ tóc bạc đời Hán đấy chăng? "Ngài quá khen đấy, chúng tôi không phải là bốn cụ, chỉ là bốn kẻ theo hầu ở trong núi sâu. Xin hỏi Thánh Tăng, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?" Tam Tạng chắp tay, khom mình trả lời: "Hơn 40 năm mẹ đẻ ra, chưa sinh tai vạ đã từng qua, linh đình lánh nạn theo làn sóng, cứu vớt nhờ sư đến cửa già, dưỡng tính xem kinh không biếng nhác, thành tâm lễ Phật dám sai ngoa." Lăng Không Tử nghe xong cười khanh khách lên rồi nói: "Thánh Tăng theo Phật giáo ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, thật là một bậc Thánh Tăng chân chính có đạo đấy. Nhân đêm trăng nhàn rỗi,
chúng tôi mời Thánh Tăng đến ngâm nga tiêu khiển cho khuây khỏa tâm tình. Phất Vân Tẩu lấy tay chỏ vào hố đá nói, nếu muốn ngâm nga, hãy vào tiểu am sơi nước. Các ngài thấy thế nào? Tam Tạng khom mình, ngoảnh nhìn bên lâu đài đá. Thấy trên cửa có ba chữ lớn, Mộc Tiên Am. Mọi người cùng đi vào trong, ngồi theo thứ tự xong. Đã thấy tên quỷ sứ cởi trần, bưng một mâm cao phục linh, cầm năm chén nước thơm dâng lên. Bốn ông già mời Đường Tăng dùng nước. Tam Tạng không dám tự tiện dùng trước, đợi bốn ông già cùng nhau hưởng dụng. Tam Tạng chỉ dám ăn hai miếng cao. Chè nước xong, Tam Tạng vô tình nhìn vào bên trong, thấy sáng quắc chẳng khác gì bóng trăng. Nước từ khe kia chảy tới, hương tự hoa nọ đưa ra, nhã nhặn chỗ ngồi sạch sẽ, bụi trần một chút không qua. Thấy cảnh tiên lạ thường, Tam Tạng cao hứng lên, ngâm nga một câu. Lòng thuyền không bội tựa trăng ngần. Thập Bát Công vui vẻ cười lên và đọc tiếp. Thì hứng như trời cảnh sắc tần. Cô Trực Công nói, lời đẹp dệt qua thành gấm vóc. Lăng Không Tử tiếp, văn hay chẳng lọ nhã kỳ chân. Phất Vân Tẩu nói, phồn hoa xưa kia lâu đi hết, nhã tụng sau này xếp lại phần. Nghe bốn vị tiên ông vịnh xong, Tam Tạng nói, các cụ ạ, đệ tử lỡ miệng đọc nhàm mấy chữ, quả là đã mua rìu qua mắt thợ. Vừa mới đây được nghe những lời hay văn đẹp của các vị, như các cụ đây thế mới thật là thi ông chứ. Thập Bát Công nói, xin Thánh Tăng chớ có khiêm tốn, người đi tu trước sau trọn vẹn, đã có câu mở, sao không có câu kết, mong làm nốt cho. Đệ tử không có tài, phiền Thập Bát Công kết cho trọn bài thì hay hơn. Ngài đã làm câu mở đầu, làm sao lại không chịu làm câu kết? Tiếc lời Châu Ngọc không phải đạo đâu. Thấy Thập Bát Công nói như vậy, Tam Tạng lại phải tiếp hai câu sau. Nửa gối gió thông trà chửa ngấm, tình thơ lai láng phới lòng xuân. Hay nhất là câu tình thơ lai láng phới lòng xuân đấy, rất hay, rất hay. Thập Bát Công hiểu sâu thi vị, chỉ cần mở miệng là thành thơ, làm sao không làm một bài nữa. Thấy cô Trực Công nói như vậy, Thập Bát Công cao hứng lên, không từ chối, liền nói, tôi sẽ làm lối thơ đỉnh trầm. Xuân chẳng xanh tươi, đông chẳng héo, mây qua mù lại chỉ như không. Tiếp đó, ba ông tiên lần lượt nối tiếp lại thành một bài thơ. Không hề gió động xa bà bóng, có kẻ ưa xem phúc thọ lộng. Lòng tựa Tây Sơn bền chí lão, thành như Nam Quốc chẳng lòng mong. Mong cho lá trích nên giường cột, muốn có cảnh ngang rộng sở công. Tam Tạng nghe xong, hết lời khen ngợi nói, thơ của các tiên lão chính thật là nhà ngọc phun châu, rất ưa tình cao thượng, cảm động vô cùng. Nhưng vì đêm đã khuya khoắt, ba người đồ đệ không biết chờ đợi tôi ở đâu. Đệ tử không thể ở lâu được, giờ đây xin về đi tìm chúng. Thực là đã thấm thía tình quý mến, mong lão tiên chỏ cho lối đi về. Bốn ông già niềm nở giữ lại nói, Thánh Tăng chớ có vội về, đây là cơ hội nghìn năm có một. Cứ ngồi chơi thư thả, đến sáng ra sẽ tiến chân ngài qua núi, thế nào cũng gặp
các vị cao đồ. Đương khi chuyện trò, lại thấy ở ngoài lâu đài đá có hai người nữ đồng mặc áo xanh quẩy một đôi đèn lồng lụa đỏ, dẫn một nàng tiên nữ trên đầu cài một cành hoa hạnh đang tủm tỉm đi đến. Người con gái chào mọi người xong rồi nói: biết có vị khách quý ở đây nên mới tới thăm, xin cho gặp mặt ạ. Thập Bát Công trỏ vào Đường Tăng nói: khách quý đây, đi tìm đâu nữa? Tam Tạng cúi đầu không dám nói năng. Bưng chè lên đây. Người con gái vừa gọi xong, lại có hai nữ đồng mặc áo vàng đi ra. Một đứa bưng một cái khay sơn son, trong khay đựng 6 cái bát nhỏ bằng đá. Trong bát có mấy thức quả lạ và đặt ngang một cái thìa. Một đứa khác xách một cái ấm chè bằng đồng thau nặng thiếc trắng. Vừa rót chè ra, hương chè đã bay ra ngào ngạt thơm phức. Người con gái khẽ đưa ngón tay búp măng, bưng cái bát mời Tam Tạng trước, sau đó mời 4 ông già. Cuối cùng, tự mình cầm một chén đứng tiếp. Người con gái ngồi xuống uống chè xong, cất giọng dịu dàng khẽ hỏi: thưa các vị tiên ông, nhân đêm trăng vui vẻ thế này, xin ban cho một vài câu thơ đẹp được chăng? Phất Vân Tẩu nói: chúng tôi văn chương quê kệch, chỉ có thơ Thánh Tăng mới xứng là thơ đường, rất đáng thưởng thức. Người con gái quay ra nói với Đường Tăng: nếu không tiếc lời, xin cho nghe lại một lần. Đường Tăng ngồi lặng. Thế vậy, 4 ông lão liền lấy thơ vừa vịnh xong, đọc lại một lượt cho cô Hạnh Tiên nghe. Sau khi nghe đọc lại thơ phú của mọi người, cô Hạnh Tiên tươi tỉnh nói: phận thiếp tài hèn, nhưng đã được nghe những câu hay, không nên bỏ uổng. Cũng xin cố đem bài thơ sau họa lại mấy câu xem có được không ạ? Lưu tiếng che cho Hán Võ Vương, hạnh đàn Khổng Tử được phi dương. Yêu mình họ Đồng thành rừng rậm, hàn thực ông tôn tiếc vị hương. Mưa đượm vẻ hồng non lại mượt, khói lồng sắc tía rõ nhưng tàng. Biết rằng chín quá da chua đấy, quả rụng hàng năm xuống mạch trường. 4 ông già nghe thơ xong đều khen ngợi nói: hay, hay, thanh nhã thoát trần, trong bài thơ có bao hàm ý xuân. Hay nhất là câu mưa đượm vẻ hồng non lại mượt đó. Tam Tạng không dám cất tiếng. Người con gái dần già ra vẻ yêu mến, xê nhích đến gần chỗ Tam Tạng thì thầm: quý khách chớ có bỏ hoài, đêm đẹp thế này không chơi xuân còn đợi gì nữa. Cảnh vui của đời người có được bao lần? Đường Tăng chỉ nhắm mắt chắp tay ngồi lặng. Thế vậy, Thập Bát Công nói: Hạnh Tiên đã hết lòng tỏ tình, Thánh Tăng sao lại không đoái hoài đến? Nếu như vậy, quả thực là người không biết hưởng thú vui rồi. Các ngài này, Thánh Tăng là một vị văn sĩ có đức hạnh, quyết không làm việc cẩu thả. Chúng ta cách đặt như thế này là có lỗi cả rồi. Nhờ nhớp nhánh rượu người ta, hủy hoại đạo đức con người. Như vậy là không đứng đắn. Nếu Hạnh Tiên quả có ý tứ như vậy, nên để Phất Vân Tẩu cùng với Thập Bát Công làm người mối, tôi và Lăng Không Tử làm gia trưởng, cho thành gia quyến lại chẳng tốt ư? Nghe cô Trực Công nói như vậy, mặt Đường Tăng tái mét cả lại, rồi đứng ngay dậy kêu to: các người đều là cùng một ruột với nhau đến dụ dỗ ta thế này ư? Trước kia chỉ lấy lời hèn hạ làm thơ còn đỡ, cớ sao lại đem mỹ nhân kế lừa dối bẩn tăng là nghĩa lý gì? 4 ông già thấy Đường Tăng phát cáu, người nào người nấy đâm ra hoảng sợ, không dám nói nữa.
nhưng thằng quỷ sứ Minh Trần lại gầm lên như sấm nói: "Lão sư này không biết cân nhắc, người chị của ta có chỗ nào là không tốt? Nhan sắc tuấn tú, vóc ngọc mình ngà như thế, chưa cần phải kể đến nét na khâu vá, chỉ một đoạn thơ cũng lấy được người hơn nhà ngươi. Sao lại còn từ chối? Chỗ nên bỏ qua. Lời nói của cô trực công rất đúng. Nếu quả không muốn cậu thả, ta sẽ đứng ra làm chủ hôn." Tam Tạng hoảng sợ hết hồn, nhưng vẫn mặc kệ chúng tán ngăng tán cuội, một mực không nghe. Tên quỷ sứ lại nói: "Lão sư này thật là dở. Chúng ta lấy lời tử tế khuyên nhủ, nhà ngươi lại không nghe. Nếu chúng ta phát cáu lên bắt nhà ngươi mang đi, ngươi đừng có hòng làm được sư nữa, vợ cũng không lấy được, lại chẳng uổng cả đời ngươi đi sao?" Nhưng Đường Tăng vẫn lòng như sắt đá, kiên quyết không theo. Trong bụng nghĩ thầm: "Bọn đồ đệ của ta không biết tìm ta ở đâu." Không sao nín được nữa, hai hàng nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống. Thấy vậy, người con gái nhích đến bên cạnh, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa ướp hoa đến lau nước mắt cho Đường Tăng và tủm tỉm nói: "Quý khách chớ nên buồn làm gì, đôi ta hãy giấu ngọc yêu hoa, ấp ủ xuân tình với nhau đi nào." Đường Tăng quát to một tiếng, đứng phắt ngay dậy toàn chạy đi, nhưng bị bọn này rằng còn níu lại ầm ĩ cho đến sáng ngày. Chợt nghe thấy ở đằng xa có tiếng gọi to: "Sư phụ, sư phụ ơi, tiếng thầy nói ở đâu thế?"